Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tình Tô Long, con Tô Lâm được bổ nhiệm làm giám đốc công an tỉnh Hải Dương. Ngày 30 tháng 7, một nguồn tin nội bộ cho Thời báo chấm đề biết, Ngày sau khi lễ tang tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc vào chiều ngày 27 tháng 7, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương họp và ra nghị quyết về công tác cán bộ, trong đó Thượng tá Tô Long, con trai độc nhất của Tô Lâm, được bổ nhiệm giữ chức giám đốc công an tỉnh Hải Dương. Tô Long, hiện là Phó Cục trưởng Cục An ninh Đối ngoại A01 Bộ Công an, kiêm chánh văn phòng Thượng trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Và đây là hình Thượng tá Tô Long, con trai Tô Lâm. Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, hiện tại là Đại tá Bùi Quang Bình, sinh năm 1978, quê quán Thái Bình. Ông được điều động về Bộ Công an, giữ chức Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế A04 kế nhiệm Thượng tướng Lương Tâm Quang mới lên là Bộ trưởng Bộ Công an. Đáng chú ý, cấp bậc của Tô Long chỉ là Thượng tá mà được bổ nhiệm làm xếp công an, quản lý cả một tỉnh. Tô Long học không giỏi nhưng được Tô Lâm sắp xếp cho học ngoại ngữ 4 năm, xong cho đi du học Anh 1 năm rồi về nước học lớp 6 tháng trong ngành, được gọi là lớp tráng men cho ngành ngoài. Học xong, Tô Lâm cho vào Bộ Công an làm ở Cục An ninh Đối ngoại A01. Tại đây, Tô Long kinh qua các chức vụ từ cán bộ, phó phòng, trưởng phòng rồi tới phó cục trưởng. Tô Long học thì dốt nhưng không ai trong ngành dám nói vì sợ bị đi. Từng có một trưởng phòng trong cục A01 lỡ lời nói chê bai về tình độ học vấn của Tô Long mà hậu quả là sau đó cán bộ này bị khép án đi tục. Tô Lâm sắp xếp cho con trai vào ghế phó cục trưởng cục an ninh đối ngoại A01 và trao cho Tô Long quyền uy hơn cả cấp trưởng của mình. Trong bộ công an, Tô Long cũng không sợ ai vì ý thế của bố. Xem clip video truyền hình VTV có thể thấy, thậm chí Tô Long chẳng coi thượng tướng Lương Tâm Quang ra gì khi Tô Long cợt nhã trong nghi thức đón bộ trưởng. Thượng tá Tô Long và đây là hình Tô Long và Lương Tâm Quang là ông vua con trong bộ công an. Tuy chức nhỏ, nhưng các đường dây làm ăn lừa đảo trên mạng phải xếp hàng để nhờ Tô Long bảo kê. Thí dụ như vụ bảo kê cho y cơ Phương, tức Hồ Ngọc Phương, chủ nhóm Land Group, lập ra sàn giao dịch FX Trading Market, rồi đánh sập để chiếm dụng tiền khách hàng. Về vụ việc này, tháng 12 năm 2022, Thời báo d đã có bài viết chi tiết. Cụ thể, ngày 23 tháng 12 năm 2022, Thời báo chấm D nhận được một số nguồn tin nội bộ cho biết, con trai Tô Lâm là Tô Long, lúc đó mang cấp hàm trung tá, đã bảo kê cho Hồ Ngọc Phương, người sáng lập Lion Group để lừa đảo. Phương đã lập ra sàn giao dịch FX Trading Market và lừa lấy của rất nhiều nạn nhân, tổng số tiền là 3.000 tỷ đồng. Nhân vật này từng bị báo chí trong nước phanh phui, nhưng rồi Hồ Ngọc Phương vẫn bình chân như vậy. Theo nguồn tin nội bộ, Bộ 3, Tô Long, Hồ Ngọc Phương, La Anh Rức và Lê Ngọc Tuấn hay còn gọi là Tuấn Cam liên kết cùng nhau. Tuấn Cam là người đạo diễn vụ lừa đảo iFan 15.000 tỷ đồng gây chấn động xã hội một thời. Bộ ba trên được ví như kiền ba chân, trong đó Tuấn Cam và Phương đảm nhận việc thực hiện nghiệp vụ lừa đảo Tô Long ở sau lưng chống đỡ cho bộ đôi này để không rơi vào vòng lao lý. Sau hai vụ lừa đảo động trời, của IFAN và FX Trading Market. Không biết họ đã sử dụng thủ thuật gì mà từ khóa tô Long không thể nào tìm kiếm được nữa. Hiện nay, trong nội bộ Bộ Công an, rất nhiều người bất bình trước sự lộng hành của tô Long mà không dám làm gì. Ai cũng hiểu, nếu tố cáo tô lông, thì e, người bị bay ghế không phải là lông, mà chính là người tố cáo. Tuy trong Bộ Công an cũng có thế lực khác nhưng họ không dạy gì mà chống lại thế lực của Tô Lâm đang quá mạnh. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tình Tô Long, con Tô Lâm được bổ nhiệm làm giám đốc công an tỉnh Hải Dương. Thông qua ngoại giao đám tang, Hoa Kỳ vẫn chứng tỏ là đối tác tin cậy. Ngày 29 tháng 7, blog Trần Đông A trên VOA Tiếng Việt có bài Ngoại giao tan chế kiểu Hoa Kỳ. Tác giả cho biết có ba sự kiện không lần trước liền kề nhau, khiến ban giao Mỹ Việt có phần xáo động. Thứ nhất, Thủ tướng Israel bất ngờ hội đàm với Tổng thống Joe Biden vào ngày 25 tháng 7 tại thủ đô Washington, buộc Ngoại trưởng Anthony Blinken phải đi dự, dẫn đến chuyên cơ chở ông khởi hành sang châu Á chậm lại. Thứ hai, kế hoạch dự lễ tang chính thức cố tổng bí thư vào ngày 26 tháng 7 tại Hà Nội của Ngoại trưởng Mỹ, vì thế bị hủy bỏ. Thứ ba, hạn chót để Mỹ công bố quyết định có hủy gián nhãn kinh tế phi thị trường cho Việt Nam hay không là trùng với ngày quốc tang tại Hà Nội ngày 26 tháng 7. Trong lúc bối rối như thế, cả ở Hoa Kỳ lẫn Việt Nam, Bộ Thương mại Mỹ đã quyết định hoãn việc công bố. Lý do trì hoãn được đưa ra là vấn đề trục trặc về công nghệ thông tin. Và đây là hình bàn trên blog Trần Đông A VOA. Tác giả cũng cho biết, sáng ngày 25 và 26 tháng 7 tại Hà Nội, ông Tô Lâm xuất hiện ở lễ tang cố tổng bí thư với ba cương vị hàng đầu, trưởng ban lễ tang, trưởng đoàn ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và trưởng đoàn chủ tịch nước. Tô Đại Tướng trở thành nhà lãnh đạo nổi bật chỉ trong vòng 2 tháng, từ ngày 20 tháng 5 đến nay, đã thâu tóm hầu hết quyền lực cả về mặt đảng lẫn nhà nước. Theo dự đoán của dư luận, cương vị tổng bí thư hoặc quyền tổng bí thư sẽ phải được chuẩn thuận thông qua một cuộc bỏ phiếu kính tại cuộc họp bất thường tới đây của Ban chấp hành Trung ương. Tác giả cho hay, tối ngày 27 tháng 7, tại Tư gia Tổng trọng, trên con phố nhỏ Thiền Quang, Hà Nội, Ngoại trưởng Blinken cùng phái đoàn Hoa Kỳ đã đến thắp hương, viếng tổng trọng và chia buồn với bà quả phụ Ngô Thị Mận cùng tang quyến của cố tổng bí thư. Và đây là hình chủ tịch nước Tô Lâm. Ngoại trưởng Blinken đã chuyển lời chia buồn của tổng thống Joe Biden tới bà Ngô Thị Mận và gia đình trước sự ra đi của ông trọng ngoại trưởng mỹ nhấn mạnh các nhà lãnh đạo và quan chức chính quyền hoa kỳ cũng như cá nhân tổng thống biden luôn coi tổng trọng là một người bạn là một đối tác tin cậy tác giả dẫn tin từ một hãng tin quốc tế cho biết chuyến thăm ngắn ngủi của ngoại trưởng mỹ diễn ra vào thời điểm khá nhạy cảm đối với quan hệ hoa kỳ và việt nam vốn đã được nâng cấp do có những quan ngại chung về ảnh hưởng ngày càng gia tăng của trung quốc trong khu vực và sự quan tâm từ các nhà đầu tư Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Theo tác giả, các cuộc hội kiến lần lượt giữa Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính với Ngoại trưởng Blinken cũng đã diễn ra tối muộn ngày 27 tháng 7 tại phủ Chủ tịch và trụ sở của Chính phủ. Tác giả nêu vấn đề việc Tô đại tướng có thể trở thành Tân Tổng Bí thư trong bối cảnh Mỹ vẫn chưa có kết luận về tình trạng nền kinh tế phi thị trường của Việt Nam sẽ ảnh hưởng thế nào đối với bang giao Việt và Mỹ. Trong trường hợp kết luận của Bộ Thương mại Mỹ là không cấp quy chế kinh tế thị trường, thì liệu Việt Nam sẽ tiếp tục những đối phó tiêu cực đối với Mỹ và phương Tây như năm qua hay kiên nhẫn chờ đợi? Và đây là hình cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nếu quyết định này tiếp tục bị kéo dài sau ngày 2 tháng 8, thậm chí bị treo cho đến khi nước Mỹ có chính quyền mới, thì dịp này ông Blinken càng phải cố gắng để tìm hiểu chi tiết nhất có thể về cấu trúc quyền lực chính trị mới nói chung và về thẩm quyền vừa xác lập nói riêng của dân lãnh đạo tập thể và cá nhân chủ tịch nước Tô Lâm sau sự ra đi của Tổng trọng. Tác giả dẫn lời ông David Hutt, nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Trung Âu về các vấn đề châu Á nhận định rằng hơn 13 năm qua, ông Trọng đã bắt được một số con chuột cống, nói theo cách ẩn dụ của người Việt, nhưng quốc nạn tham nhũng vẫn tràn lan ông trọng trên thực tế đã khiến cho chiếc bình của đảng trở nên mỏng manh dễ vỡ hơn bao giờ hết. quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin thông qua ngoại giao đám tang Hoa Kỳ vẫn chứng tỏ là đối tác tin cậy. xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới